Như vậy là chương trình Vesta NF chất lượng trao đi tin yêu gửi lại tuần 2 được diễn ra từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020 đã chính thức khép lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình. Sau đây là phần công bố giải thưởng. Đầu tiên là giải có số lượng tương tác nhiều nhất. Theo thể lệ chương trình đề ra ban đầu, chỉ có 2 giải ở hạng mục này. Tuy nhiên, chương trình tuần này sẽ có một ngoại lệ, đó là sẽ có 3 bạn trúng giải thay vì 2 như dự kiến ban đầu. Trước hết, xin chúc mừng bạn Lê Hằng với 134 lượt thích, 231 lượt bình luận và 1 lượt chia sẻ. Tiếp theo, xin chúc mừng bạn Nhung Nhung với 124 lượt thích, 35 lượt bình luận và 31 lượt chia sẻ. Và bạn thứ ba sẽ là ai đây? Xin chúc mừng bạn Nguyễn Hậu với 97 lượt thích, 5 lượt bình luận và 7 lượt chia sẻ. Tiếp theo sau đây sẽ là phần quay số trúng thưởng. Có 13 bạn thỏa mãn điều kiện mà chương trình đưa ra, đó là like và share bài ở chế độ public, bao gồm các bạn Ngọc Linh, Hương Chi, Oanh Ngô, Doan Bùi, Đỗ Quỳnh Anh, Hồng Ngọc Lâm, Trần Huyền, Nguyễn Hậu, Mẩu Mun, Thị Thư, Nguyễn Kim, Xíu Xíu và Nguyễn Đoàn Thanh Tú. Xin thông báo là bạn Nguyễn Hậu đã có mặt trong danh sách 3 giải có số lượng tương tác nhiều nhất rồi nhé. Và bây giờ chúng ta cùng tiến hành quay số trúng thưởng để tìm ra 3 bạn may mắn nhất của tuần này. Bạn đầu tiên, xin chúc mừng Xíu Xíu. Tên của bạn rất dễ thương đúng không nào? Với con số may mắn 55. Bạn tiếp theo sẽ là ai đây? Xin chúc mừng bạn Mẩu Mun đã lựa chọn số 33. Và cuối cùng, người may mắn cuối cùng nhận được giải thưởng trong tuần này sẽ là bạn Ngọc Linh. Xin chúc mừng bạn Ngọc Linh đã lựa chọn số 20 là con số may mắn của mình. Như vậy, danh sách 6 bạn trúng thưởng trong tuần này bao gồm bạn Lê Hằng, Nhung Nhung, Nguyễn Hậu, Xíu Xíu, Mẩu Mun và Ngọc Linh. Những bạn có tên trong danh sách trúng thưởng sẽ gửi hình like fanpage cho Vesta NF để nhận giải nhé. Một lần nữa, Vesta NF xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và ủng hộ chương trình. Đối với những bạn chưa may mắn trúng giải, mỗi bạn sẽ nhận được voucher giảm giá 10% khi mua hàng có giá trị đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021. Vesta NF bắt đầu nhận đơn đặt hàng của các bạn từ ngày mai 28 tháng 12 nhé. Và các đơn hàng được order trong 2 tuần đầu tiên, từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2021 sẽ được miễn phí ship. Vesta NF luôn đồng hành cùng các bé. Vesta NF chất lượng trao đi, tin yêu gửi lại.